Trung tâm Chính trị huyện Thái Lai vừa khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng khóa 2 năm 2023 cho hơn 40 học viên là đoàn viên ưu tú và cán bộ nồng cốt trong quy hoạch phát triển đảng viên của chi đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện quỹ. Chương trình bồi dưỡng gồm khái lược lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước, nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa, nội dung cơ bản của điều lệ đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung thứ hai, các học viên sẽ được học 4 bài về chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cơ sở hình thành và phát triển, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong lịch sử, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới và giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới.